Vợ ơi, vợ bớt ghen và suy nghĩ linh tinh lại nha vợ. Chồng rất yêu vợ, con yêu mẹ nhiều lắm, yêu cả hai người phụ nữ của con rất nhiều, con trai của mẹ, chồng yêu của vợ Lê Thanh Tâm. Dạ. Sao nghe thư chồng em cảm giác thế nào? Là em không có ghen mà cứ nói em ghen, em không có ghen. Có ghen không mẹ? Không. Có ghen đó, có ghen đó. Cũng thông qua chương trình này, mẹ cũng khuyên con và vợ chồng á, sống là phải tin tưởng nhau. Mỗi một lần mà vợ chồng hụt hạc thì ngoài cái chuyện ghen tương thôi, chứ còn không có chuyện gì hết. Nhưng mà suy cho cùng á, có thương thì mới có ghen, chứ nếu mà đã không thương thì đâu có ghen chi. Dạ, đúng rồi. Đó, làm thử. Nhưng mà thôi con ạ, mẹ nói bên cạnh con nè, là còn gia đình. Đàn ông á thì á hả, ông trời ông xanh vậy rồi. À, nhiều khi á, thực sự mà nói ở đây chương trình tôi cũng nói luôn, đàn ông á họ thích khám phá lắm, nhưng mà họ không thể nào mà người đàn ông mà quên gia đình, tại vì cái gia đình á là một cái điểm tựa để mà có nơi để mình về. Thông qua chương trình mẹ chỉ khuyên con bớt ghen để cho gia đình vui vẻ. À, tôi tên Nguyễn Thị Xuân, năm nay 63 tuổi, hiện ở Bình Thạnh. Đây là con dâu tôi. Em chào anh Huyền Linh, em chào chị Lê Lộc. Em xin chào khán giả của chương trình. Em tên là Huỳnh Trần Cẩm Tiên, em năm nay 27 tuổi, em là con dâu của mẹ Xuân. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, chắc cũng gần 10 năm. Trời. Lấy chồng sớm làm gì? Ba đứa con rồi. Wow. À, ba đứa con rồi hả? Mấy trai mấy gái chị? Dạ, một trai hai gái. Một trai hai gái. Quá giỏi. Khỏe luôn. Thiệt rồi. Thiệt là giỏi luôn. 27 ba đứa. Còn đây có người hai mấy mà nó chưa có dấu hiệu gì hết luôn. Từ thấy từ. Thấy tài giỏi chưa? Từ từ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô có ấn tượng gì với cô gái này không? Thật sự mà nói á, lúc đầu á, mà con trai đưa về á, thì tại vì cũng ở thành phố, mà tôi thì cũng ở thành phố, tôi không có ấn tượng với gái thành phố. Vì gái thành phố nó không có biết nấu ăn, không có biết làm gì, thành thử nó dắt về thì mình nhìn thấy thì được thôi, nói chung là cái bên ngoài thôi, nhưng mà chưa biết cái tấm tình nó như thế nào nên cũng chưa có ấy. Nhưng mà sau đó thì nó về cái nó xuống bếp, cái nó cũng nấu lẩu nấu đồ lên ăn, thì thực sự mà nói thì cũng không vừa mình lắm đâu. Nhưng mà thôi, thấy nó cũng biết vô bếp rồi, cái yeah. cũng biết ấy, nên từ chỗ đó mới có cảm tình. Dạ yeah. Dạ nói chung là cô có cái dấu ấn không tốt về gái thành phố. Con nha, phải tập nấu ăn này vậy kia chắc nha. Mốt còn về quê không? Không, thường á là ngày xưa thôi, giờ phụ nữ thành phố nấu ăn giỏi lắm cô. À, có thể lúc đó em còn trẻ quá thôi. Dạ. Yeah. Cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng, chị có ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên gặp mẹ chồng em thấy sao mặt mẹ hơi khó khó, căng căng. Em nói trong bụng sao mặt mẹ căng dữ vậy ta, khó lắm hay sao vậy? Là mấy lần đầu tiên em không dám nói chuyện. Cái lần đầu tiên là về nhà chung á, là em nấu lẩu, là cả gia đình ngồi ăn xong rồi mẹ khen ngon. Là hôm nay mới biết mẹ chê lẩu được ngon đó. Mẹ khen cho con gái vui á. Tại sao về làm dâu thì hai mẹ con thấy hợp nhau điều gì? Dạ, cái khoản về làm đẹp là hợp nhau nhiều. Chị có chắc hay mua đồ tặng cho mẹ chồng lắm đúng không? Dạ, cũng có mấy ngày lễ 20 tháng 10 là em hay mua mấy cái túi xách hoặc là mấy cái làm đẹp á, là em tặng mẹ. Dạ. 8 tháng 3 rồi đó. Nói chung là cũng tâm lý. Tâm lý, dạ đó, tâm lý. Dạ. Còn cô thấy mình hợp với con dâu mình điều gì? Tụi nó về rồi thì cũng không ở chung, là tôi cho ở riêng. Dạ. Đó. Thì coi như là tôi thì ở trên này, còn vợ chồng nó thì ở dưới Bình Dương. Nhưng mà được một cái là nó biết chăm chút. Nó chăm con, chăm cái, tự vợ chồng. Thì coi như nó chăm con nó là cháu mình. Mà anh chăm chồng nó thì chồng nó là con trai mình. Nên thôi, vậy là được rồi. Thấy vậy là đủ rồi. Cô thấy có điều gì mà chưa hợp với con dâu của mình không? Thật sự mà nói với chương trình đó là từ ngày nó về nó làm dâu tới giờ, không có một cái gì gọi là mẹ con không hợp. Điều gì để không xảy ra những cái mâu thuẫn đó? Mẹ em là thuộc tiếp người là thương con, không có bắt con phải thế này, không bắt con phải thế nọ. Từ trước tới giờ là em coi như là em không có làm dâu luôn á. Tại vì hai vợ chồng là ở riêng, mẹ là ở riêng, là không có phải nấu ăn, không phải lo gì cho mẹ hay gì hết á. Hoặc là lễ, hoặc là mấy ngày nhà có đám giỗ rồi này kia thì gia đình về rồi phụ trong nhà làm thôi, chứ mẹ cũng không bắt. Mẹ cứ nói ừ thôi con cứ đi làm,
Trong suốt cái khoảng 10 năm làm dâu thì cô thấy chị có thay đổi nhiều không cô? Cũng vậy. Giống à? Như ngày đầu thì chị nấu ăn chưa ngon lắm. Chắc bây giờ chắc cũng dạ, đã... bây giờ cũng chưa ngon luôn. Bây giờ cũng chưa ngon luôn. Nhưng mà thôi chồng nó ăn được thì kệ nó. Còn ví dụ như lâu lâu mà mình về thì nó làm sao mình ăn vậy? Tại lâu lâu mới về mà. Dạ. Để miễn vợ chồng nó hạnh phúc là được rồi. Dạ. Nãy cô con còn nói rất là hay, tức là nó chăm con của nó thì cũng là cháu của mình. Dạ. Nó chăm chồng của nó cũng là con của mình. Đúng là rồi. Sao cũng được không? Dạ. Để nó yêu dạ. thương hai cái đối tượng này dạ, là được rồi. Đúng rồi. Cũng thương cái nước, nó cũng tâm lý. Dạ. Nhiều khi 8 tháng 3 cái nó cũng mua cái kẹp thế này kia, nó không có đáng. Nhưng mà đó là cũng là y như là nó trân trọng á. Dạ. Thấy là nó cũng còn nghĩ tới mình nên thôi thấy cũng quý. Dạ. Đó. À, cô còn nhớ những kỷ niệm nào mà giữa cô với chị không? Có mỗi lần mà nhớ hoài tới giờ là 3 giờ sáng nó đau bụng đẻ là cái thằng cuối cùng á, thằng Út á. Trời, nó nói mẹ ơi con đau bụng quá. Nói ồ vậy hả, vậy coi đi đi con. Mà tôi thì ở trên này. Đó thì nó ở dưới Bình Dương, nó đẻ rớt luôn. Trời ở nhà rớt luôn. Rớt ở trong nhà. Đó trời ơi xong rồi á hả. Bà sư gia điện lên nói trời ơi chị ơi con tiên nó đẻ rớt rồi. Trời ơi cứ tôi quýnh quán tôi cũng không biết làm cái gì hết trơn. Tôi cứ đi ra đi vô đi ra vô. Mà ba sáng đi thì phải có mấy đứa nhỏ nó đi sớm quá đó. Dạ. Nó chở cái trời ơi anh nó chở về tới dưới là 6 giờ sáng. Thấy vô trong bệnh viện nằm đấm. Ta nói vô là còn nhau còn đồ vừa mẹ vừa con luôn. Trời ơi. Là ấn tượng tới giờ cứ thương hoài là như cô vậy. Cô góp ý vào cái chuyện chăm sóc con cái với con dâu của mình không? Không, nó chăm sóc con thì tuyệt vời lắm. Tôi lấy chồng cũng muốn chồng mình cưng, chồng mình thương. Rồi tất cả gì mình cũng muốn nắm. Thì bây giờ tôi có một cái suy nghĩ như thế này. Con dâu mình giờ nó cũng vậy. Nó cũng muốn được chồng nó cưng, chồng nó thương. Rồi thí dụ như nó cũng muốn tất cả. Nó cũng như mình thôi. Thì thôi mình trách nó làm chi, kệ nó. Miễn nó... trời ơi nó nắm mà nên nhà nên cửa thì thôi mình cũng có người nắm. Chứ thằng con trai Út tôi trời ơi nó ăn chơi nó quậy lắm. Đó. Mà từ ngày nó có vợ tới giờ tôi cũng cảm ơn con dâu tôi nhiều lắm. Em nên không có gì. Em thấy mẹ chồng mình đáng yêu nhất điều gì? Dạ cái gì cũng dễ thương hết trơn á, cái gì cũng dễ chịu á. Mà ví dụ như hai vợ chồng em mà cãi lộn á là mẹ bên em là la chồng em, chứ không có phải là bên con trai nha. Là phân tích cho đứa nào sai cái nào, đứa nào đúng cái nào để cho hiểu, rồi vậy thôi là xong. Chứ mẹ không có để trong bụng hay là mẹ không có la con dâu rồi ngày này qua ngày nọ, hết chuyện là xong nên là thương. Cô cảm giác đáng yêu nhất con dâu mình là điều gì? Thực sự mà nói thời buổi bây giờ khó khăn. Mà con dâu mình nó biết lo làm, lo ăn. Rồi nó biết chăm chút gia đình như vậy là mình đã mừng lắm rồi. Chứ còn bây giờ không có cầu toàn. Nhất là gái ở Sài Gòn mà nó đã biết làm, biết ăn, biết chăm chút gia đình nó là mừng lắm. Có bao giờ cô tặng đồ cho con dâu của mình không? Có. Nhiều khi đi thấy gì đẹp đẹp á, mua thấy nó nhắm nhắm mà nó vừa mà cái mô đen, cái mốt rồi đó. Rồi cũng mua về cho nó. Mua là mua một bọc luôn chị. Dạng như sáng á là đi chợ, đi xuống mấy quầy đồ sida, thấy đồ sida, mẹ em khoái đồ sida lắm. Ta treo quần ngắn, áo thun đầm là mua một bọc lên. Mặc đi con, thử cái nào vừa thử, lấy mặc. Cái nào không vừa, đem xuống mẹ đổi cái mới lên vừa mặc thử tiếp. Áo khoác đồ này kia là mẹ cứ thấy cái gu của mẹ mà mẹ thấy ok là mẹ mua. Có khi nào mà mẹ mua mình không vừa ý mình không? Không, em không vừa ý làm kêu mẹ đổi cái đó. À. Nói chung hai mẹ con rất là hiểu với nhau. Dạ. Để xem con trai cô nói gì với gia đình nha. Dạ. Chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào mẹ. Chào vợ. Hôm nay hai mẹ con tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con là Lê Thanh Tâm, là con trai của mẹ Xuân, là chồng của vợ Tiên. Thông qua chương trình con muốn gửi lời nhắn đến mẹ là mẹ hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của chính mình, lạc quan và sống vui vẻ. Đừng lo cho tụi con nhiều quá. Chồng nhắn với vợ là hãy bớt nóng tính đi. Quan tâm cảm xúc của chồng nhiều hơn. Với lại vợ ơi, vợ bớt ghen và suy nghĩ linh tinh lại nha vợ. Chồng rất yêu vợ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Yêu cả hai người phụ nữ của con rất nhiều. Con trai của mẹ, chồng yêu của vợ, Lê Thanh Tâm. Sao? Nghe thư chồng em cảm giác thế nào? Là em không có ghen.
mà cứ nói em ghen, em không có ghen. Có ghen không mẹ? Không. Có ghen đó, có ghen đó. Cũng thông qua chương trình này mẹ cũng khuyên con và vợ chồng á, sống là phải tin tưởng nhau. Mỗi một lần mà vợ chồng hụt hạc thì ngoài cái chuyện ghen tương thôi, chứ còn không có chuyện gì hết. Nhưng mà suy cho cùng á, có thương thì mới có ghen, chứ nếu mà đã không thương thì đâu có ghen chi. Dạ, đúng rồi. Đó, làm thử. Nhưng mà thôi con ạ, mẹ nói bên cạnh con nè là còn gia đình. Đàn ông á thì á hả, ông trời ông sanh vậy rồi. À, nhiều khi á, thực sự mà nói ở đây chương trình tôi cũng nói luôn, đàn ông á họ thích khám phá lắm, nhưng mà họ không thể nào mà người đàn ông mà quên gia đình. Tại vì cái gia đình á là một cái điểm tựa để mà có nơi để mình về. Thông qua chương trình mẹ chỉ khuyên con bớt ghen để cho gia đình vui vẻ. Tại vì á hả, không có gì hết, ba đứa con rồi. À, sống với nhau là phải tin tưởng nhau đó. Tại vì nói đúng là chồng nó cũng đẹp trai, cũng phong độ lắm, mà nó cũng liêu trai lắm. À, ghen thì cũng đúng thôi đó. Nhưng mà là mẹ nói con bên cạnh đó là còn mẹ còn gia đình, thành thử là không có lo gì hết. Dạ. Đó, mẹ có muốn gửi lời gì đến con trai của mình hay không? Còn con trai á thì mẹ cũng muốn gửi lời với con là lớn tuổi rồi cũng chững chạc lại để làm ăn, đừng có chơi bời nữa. À, bớt lại để chăm chút gia đình nhiều hơn. Em muốn nói gì với chồng của em không? Em cũng muốn nói với chồng của em là cũng lớn tuổi rồi, đừng có nên trẻ trâu nữa. Em không thích đi xe màu xanh lá, màu vàng, màu cam. Em chỉ thích đi xe màu trắng với màu đen thôi. Yêu cầu chồng em sơn xe lại. Đi xe màu trắng, màu cam còn đỡ, đừng đi màu hường. Màu hường nó thay đổi mệt lắm. Thì hôm nay chị có muốn mẹ mình thay đổi điều gì không? Dạ không, mẹ em cứ vậy đi, cứ giữ gìn sức khỏe tốt, mẹ vui, rồi đi chơi với bạn, ăn uống cà phê, rồi đi chùa, làm gì mẹ thích là được. Còn cô có mong muốn chị thay đổi điều gì không cô? Mẹ cũng khuyên con là thôi kệ, cái lúc nào á mà chồng nó nóng á thì bỏ đi. Tại vì cái tánh á, vợ chồng mà sống mỗi ngày cái nó mới lòi ra cái xấu một chút. Mỗi ngày mới xấu một chút. Thì bây giờ đã là vợ chồng thương nhau thì phải chấp nhận cái xấu đó của nhau. Thí dụ như mình á, thì mình cũng phụ nữ, mình cũng muốn chồng mình quan tâm đến mình. Yeah. Thì ngược lại thấy vậy á, chứ người đàn ông người ta cũng vậy đó, người ta cũng muốn được chăm sóc đó. Thành thử chứ mình đừng nghĩ rằng trời ơi mình sao không được quan tâm chăm sóc. Cái đó phải từ hai phía đó, nói vậy yeah. Thôi. Cảm ơn cô với lại em gái đã tham gia chương trình. Dạ, yeah, cảm ơn. Chúc cô và gia đình vui khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Dạ, cảm ơn chú Quỳnh Linh. Có một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nhé. Dạ, cảm ơn chú Quỳnh Linh. Con thay mặt chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Dạ, cảm ơn chị. Còn đây là chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Dạ.